Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Một số lượng những người Việt tha hương tị nạn và những người đang lê lết một cuộc đời cùng khổ đầy bất công áp bức dưới chế độ cộng sản tại quê nhà đều có những quãng đời là những cuộn phim mà không một cuộn phim nào giàu chiếm được hàng bao giải thưởng, cũng không sao so sánh bằng là những tập truyện mà không một tập truyện nào giàu thuộc loại bán chạy nhất, cũng không làm sao qua mặt được. Những quãng đời đó giàu có thực sự được quay thành phim, viết thành truyện, cũng không bao giờ có thể lột tả, nói lên được tất cả những gì đã xảy ra chung quanh họ và những gì đã diễn ra trong lòng họ. Do đó, chỉ có chính họ là những người trong cuộc, là những chứng nhân, là những nhân vật trong cuộn phim, trong tập truyện của đời mình mới cảm nhận được tất cả những sự lo âu phiền muộn, những nỗi buồn xót xa căm nỉm, những niềm hy vọng mong manh thoáng chốc, những nỗi tuyệt vọng nặng nề buông xuống cho số kiếp, những sự sợ hãi kinh hoàng đến chết ngất, những cơn đói khát vật vã rã rời, những nỗi uất nghẹn đắng cay đến tột cùng, những nỗi tủi nhục tối tăm sâu thẳm, những nỗi mừng vui nghẹn ngào đầy nước mắt, những nỗi đớn đau quằn quại có lúc chất ngất trong lòng, có lúc rây rứt kéo dài như vô tận. Quãng đời họ là những cuộn phim không cần đạo diễn dàn dựng, là những tập truyện không cần hư cấu bởi nhà văn, là những câu chuyện sống thực cùng với nhịp tim hơi thở và những cảm xúc của một đời người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 139 người ra đi vào tháng 10 năm 1980, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền ra đến hải phận quốc tế thì bị hỏng máy, rồi gặp hải tặc Thái Lan tấn công, gặp bão. 29 ngày đêm linh đinh trên biển cả mênh mông, không thực phẩm, không nước uống. Câu chuyện có tiêu đề Nhật ký vượt biên, tác giả Lê Minh. Mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Gia đình tôi đông anh em và nghèo lắm, muốn gom cho đủ 3 lượng vàng để lo cho một người đi vượt biển không phải là dễ. May sao nhờ nhà ở mẹ sông nên có người tổ chức vượt biên. Họ cho tôi đi không với điều kiện ba mẹ tôi phải chữa chấp 8 người mà họ dắt mỗi từ Sài Gòn về chờ ngày ra tàu. Công việc này cũng rất nguy hiểm, lỡ mà công an biết được là bị đi tù cải tạo. Nhà nội tôi kể bên nhà tôi nên ba má tôi gửi bên nội 6 người, còn nhà tôi chỉ chữa 2 người. Người tổ chức sắp xếp và đến ngày đi, họ sẽ có thuyền nhỏ đậu bên bến sông nhà nội để đưa người ra tàu lớn đã đậu sẵn ngoài khơi. Vào một đêm 30 tối đen như đêm cả miền Nam lọt vào tay cộng sản, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ trên thuyền phụ đầy lưỡi tấp vào bờ sau hè nhà nội tôi. Họ nói phải chuyện người thật nhanh, cả lớn có nghĩa là tàu lớn đang đợi. Tiếng xì xào nho nhỏ làm nội tôi tuy đã già, hai mắt đã mờ cũng giật mình thức giấc. Ông họ: thằng Minh đâu rồi? Dạ con nè nội. Trong bóng đêm ông mò mẫm lại tay rờ đầu tôi rồi nói nhỏ: con ra đi lần này là chắc ông cháu mình sẽ không còn có dịp gặp nhau nữa đâu. Nơi đất khách quê người, con ráng lo học hành và tự lo cho bản thân. Ông nhét vào tay tôi hai miếng gì hơi mỏng và cứng, rồi như không nén nổi sự xúc động, ông bỏ đi vào trong phòng. Sau đó tôi mới biết là ông đã gọi gẹn cho tôi 2 chỉ vàng là gia tài dành dưỡng già để tôi phòng thân.
Khi tôi ngồi viết lại bài này, nhớ đến nỗi đã đi bệnh viện mà không kịp nhìn mặt ông lần cuối, làm được mắt tôi tuôn tràn. Ngày đầu tiên qua trạm biên phòng, sau khi chị người chúng tôi điều xuống khoang thuyền, người đưa khách lại lưỡi phủ lên trên người chúng tôi để ngụy trang như là ngư phủ, sửa soạn ra khơi đánh cá. Nằm dưới động lưỡi cá còn ướt đẫm mùi tanh của cá, mùi nước biển hơi thở khó khăn làm tôi muốn ỏi nhiều lần. Gần tại trạm công an biên phòng, người đưa khách nói: các anh chị rạng giữ bình tĩnh, đừng nhúc nhích và nói gì hết. Qua trạm này là kể như đi được nửa đường. Chiếc thuyền bật máy chậm lại rồi ngừng hẳn. Tôi nghe có người nói: giờ này còn đi đâu đó, đi làm mẹ lưỡi sạn chở anh. Nước tiêu đang lợn, hy vọng sẽ trùng mạnh, có chợ gì khác không? Trời, anh biết tôi ngày nào cũng ra khơi đánh cả mà, đâu có chợ gì. Anh muốn xuống coi không? Thế lại vài tờ uống cà phê nghe. Bữa nay trùng lưỡi, mai về bọn mình nhậu cho đã. Thôi đi đi. Tiếng máy nổ và thuyền lại rời biển, người đưa khách cất tiện: chúc mừng các anh chị đã qua khỏi cửa biên phòng, bây giờ có thể bỏ lưỡi qua một bên cho dễ thở. Tôi tung lưỡi ra, ngước mặt về những dãy dừa xanh, những cây mắm mọc sát bờ biển và xa xa những mái nhà nhỏ của xóm ngư phủ. Đó là hình ảnh quen thuộc của quê nhà tôi cố ghi nhớ, để nhớ mãi cảnh quê hương lần cuối cùng trước khi đi không hẹn ngày về. Ngày thứ hai, đem trận cho ác. Chiếc thuyền nhỏ ra khơi trong mưa phùn đầu tháng 10, quần áo ướt át, thêm gió biển rồi từng đợt sóng biển đánh vào khoang thuyền, làm tôi lạnh run người. Thuyền chạy gần một tiếng thì tôi nhìn thấy xa xa có chiếc tàu khá lớn đang đậu gần một hòn đảo nhỏ, hình như là hòn tre thì phải. Người đưa khách cho thuyền cập vào chiếc tàu rồi ra lệnh: các anh chị leo lên tàu này, lẹ lên. Chiếc tàu cao quá so với thuyền nhỏ và những đợt sóng làm lắc lư con tàu, khiến tôi nhảy mấy lần mà cũng chưa lên được. Cả hai chân bị rửa máu vì bị cắt bởi những con hà đóng quanh thành tàu. Rốt cuộc thì tất cả đều lên được tàu. Người đưa khách vẫy tay chào chúng tôi rồi quay thuyền chạy thẳng về đất liền. Trên tàu đã có một số người đến trước, họ nói phải chờ cho đủ số người và tài công ra rồi bắt đầu cuộc hành trình. Vậy là tiếp tục chờ đợi căng thẳng, thuyền nhỏ cứ lâu lâu là chở thêm 90 người lên tàu lớn. Gần chật cả khoang dưới lật trên bong tàu mà sao vẫn chưa thấy người chủ tàu tài công hoặc người tổ chức. Trời gần sáng thì có một chiếc thuyền nhỏ chở chủ tàu tài công và người tổ chức. Họ lên tàu tiền trao chảo múc, thanh toán tiền mua tàu, còn lại bằng những thỏi vàng ỏng ảnh, nói vài lời chúc may mắn đến chúng tôi rồi trở về thuyền đi về, chỉ để lại người tài công. Chiếc tàu với sức chứa 70 người giờ đây đã có tất cả là 139 người. Coi lại lương thực thì trời ơi, chỉ có một khạp nước với một khạp gạo, làm sao có thể đỡ cảnh đói khát. Tôi suốt cuộc hành trình vượt biển, trên tàu có nhiều người chửi rủa là đem trận cho ác. Lấy vàng của người ta rồi tổ chức như vậy đó, nhưng chửi rủa gì cũng đã muộn rồi. Chỉ còn quyết định là có nên tiếp tục đi hay là quay trở lại để chịu cảnh tù đầy. Cuối cùng tất cả đành quyết định ra đi, hy vọng ra hải phận quốc tế sẽ có tàu buôn hoặc chuyện hàm Mỹ cứu vớt. Ngày thứ ba, tài công không biết lại tàu. Người tài công nổ máy tàu và loay hoay vào chiếc hải bàn. Ông tự giới thiệu là đại ủy hải quân, cùng đi với người bạn gái. Thấy ông loay hoay mãi với cái hải bàn, có người hỏi:
Sao không bắt đầu chạy đi mà cứ ở đó có cái gì vậy? Nói thiệt nghe, tôi đi hải quân nhưng hồi đó đâu có lái tàu, làm sao biết đường nào đến Thái Lan? Trời đất, vậy sao ông nhận làm tài công cho tàu? Thì phải nói là tài công, họ mà cho đi không lấy tiền. Bây giờ tôi cũng không biết tọa độ nào để lại tàu đến bờ biển Thái Lan. Cả tàu xôn xao, thiệt là đem con bỏ chờ mà, tỉnh sao bây giờ, để tôi lại cho. Từ phía sau mũi tàu có anh thanh niên vóc dạng vạm vỡ, được da ngăm đen lên tiếng và đi lại buồn lại. Có khó gì đâu, tôi nghe người ta nói cứ giữ hải bàn ở tọa độ 260 là sẽ đến hải phận quốc tế và đến Thái Lan thôi. Cả tàu thở dài, anh thanh niên cho máy nổ rồi cầm tay lại. Cứ 260 độ mà cho tàu chạy, con tàu băng băng. Mặt trời đã lên cao, rọi những tia màu đỏ nhạt trên mặt nước biển. Ngày thứ tư mãi chết tàu lục, con tàu chực nít người vượt lượt trên biển cả mà chưa thấy bờ biển. Cơn nóng biển Việt Nam hòa lẫn với hơi người ngột ngạt bắt đầu nổi khác lạ người. Người ta nấu một nồi cơm lớn, rồi chia phần cho mọi người một muỗng cơm trắng và chút nước lạ. Đo lường bằng cái nắp can để cầm cự, hy vọng sớm ra được hải phận quốc tế. Trời về chiều, cả cuối chân trời hiện lên một vầng mây đen, như bão trước bão tổ sẽ chụp lấy con tàu nhỏ bé. Biển mênh mông không bờ bến, biết đâu là hải phận quốc tế, đâu là bờ biển Việt Nam. Mọi người chợt hướng mắt nhìn về phía trước, một chiếc tàu buôn ngoại quốc đang chạy song song cách thuyền rất xa. Gương mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ trong hải phận quốc tế mà có tàu buôn ngoại quốc thôi. Nhiều người cởi áo trắng ra vậy vậy làm dấu SOS, bởi hy vọng chiếc tàu kia sẽ thấy mà quay lại cứu giúp. Tất cả giãn mắt theo dõi, nhưng cái tàu buôn kia vẫn làm ngơ. Có người đề nghị đục tàu cho chìm để họ thấy tình trạng khẩn cấp thì bắt buộc phải vớt. Một số người đồng ý, phần còn lại thì không. Rồi họ không thấy thiệt thì chết cả đạm. Thôi thì hy vọng có chuyện hạ mị hoặc gặp dàn con dầu là hay nhất. Trời đã về đêm, gió bắt đầu đẩy những ngọn sóng bạc đầu thật lớn đánh vào thành tàu. Cơn mưa lớn chợt nổi lên, con tàu của chúng tôi như nhào lộn trong lòng biển, lúc thì sóng lên thật cao, lúc thì như chìm vào biển cả. Cạch cạch cạch, tiếng máy nổ thêm 3 tiếng rồi tắt hẳn. Chết rồi, tàu phá nước ngập cả máy rồi, bà con ơi sụm lại tạt nước. Trời ơi, vậy là chắc chết hết. Tôi nghe tiếng khóc la hòa lẫn tiếng cầu kinh niệm Phật, cộng với tiếng gió rú mưa rơi giữa biển khơi mù mịt đen tối. Đời người chỉ chết một lần, tôi nhủ mình hãy cố bình thản trước cái chết gần kề. Đọc xong kinh ăn năn tội, tại mình không sợ cái chết nữa, dù thấy nó sẽ xảy đến trong giây lát. Trong số 139 người trên tàu có những cụ già từng trải, những thanh niên thiếu nữ tương lai đầy hứa hẹn và những mái đầu xanh vô tội chưa từng nếm mùi đời. Tất cả đã đem sinh mạng mình ra để đánh đổi hai chữ tự do. Ngày thứ năm kề cái chết thảy lòng người, đêm giông bão tưởng như dài vô tận. Quả nửa khuya đã sang ngày thứ năm nhưng trời vẫn chưa rạng. Con tàu nhỏ bé bắt đầu từ từ chìm xuống lòng đại dương. Trời ơi, tàu sắp chìm rồi, hãy bớt đồ trên tàu cho nhẹ bớt đi. Ai biết bơi lội thì nhảy xuống biển dùm. Chúng tôi thảy bỏ tất cả những gì có thể thảy. Máy can chứa đầy dầu, máy tàu không còn chạy nữa thì để nó làm gì? Chúng tôi đổ bỏ hết dầu rồi cắt thùng ra làm đôi để làm thùng tạt nước.
Nhiều người nhảy xuống biển nhưng đêm tối mù mịt không thấy bờ bến, biết bơi về đâu, đành vịn vào thành tàu cho khỏi chết chìm. Kiếm được chỗ bể rồi bà con ơi, cởi áo ra để tôi nhét chỗ bể lại. May mắn làm sao, có một anh nhảy xuống biển vịn tay vào thành tàu, cái chân chòi lại thọt ngay chỗ bể mới biết mà la lên. Mọi người dành nhau cởi áo đưa cho anh ta rồi sụm lại tạt nước với hy vọng nhỏ bé là tàu đừng có chìm. Có anh chàng thanh niên quả hăng say tạt nước, anh tạt quả nhanh hết sức mình để nổi ngã xỉu bên thành tàu, mà hai tay vẫn đưa ra muốn tạt thêm một thùng nữa. Có những cụ già người nhỏ dùng tay bùm từng bùm nước đổ đem ra khỏi tàu, nhưng khi đem ra khỏi tàu thì không còn được bao nhiêu. Chúng tôi cố tạt nước suốt đêm đó dưới cơn mưa gió bạc bùng, tay chân bị vọt bẹ vì lạnh cõng, nhưng vẫn cố gắng hết mình. Có cần kề thì chết mới thấy được lòng người. Chúng tôi là những tự sự không hề quen biết nhau, giờ đây cùng chúng chiếc thuyền định mình, tất cả đều coi như anh em ruột thịt trong nhà, tất cả đều tận lực không phân biệt ai làm nhiều làm ít. Sau cơn mưa trời bắt đầu rạng dần, ở cuối chân trời vầng hồng thái dương chiếu sáng, biển lặng như tờ. Chúng tôi vẫn tạt nước, con tàu càng lúc càng nổi lên và trôi theo dòng nước biển. Tôi về đâu đành phỏ mặc cho số trời. Ngày thứ sáu, hải tặc đợt một, con tàu nhỏ cứ trôi lực lờ trên biển vắng. Trời đã vào trưa, cơn nóng biển, sự mệt nhọc tạt nước suốt đêm và cơn đói khát hoàng hoành làm cho mọi người rã rời. Trên tàu có khoảng 60 người là thanh niên trai tráng, phần còn lại là phụ nữ và người nhỏ và người già. Chúng tôi bàn nhau chia những thanh niên thành 20 tổ, một tổ 3 người để thay phiên nhau tạt nước 24/24. Hầu những người khác có thì giờ nghỉ ngơi, nguyên cả ngày không thấy bằng một chiếc tàu lạ nào, và không biết tàu của mình đã trôi về đâu. Trời đã gần chiều, hoàng hôn từ từ lặng. Ở phía chân trời, một chấm đen hiện trên biển xa càng lúc càng lớn dần. Mọi người đều mừng rỡ, có tàu đến gần, được cứu rồi. Một chiếc tàu đánh cá Thái Lan cập vào tàu tôi, hai người phụ Thái Lan nhảy qua dùng dây cột tàu chúng tôi, lôi vào tàu họ rồi kéo đi. Đâu có ai biết nói tiếng Thái, chúng tôi chỉ xì xô xì xào Thái Lan, Thái Lan, rồi ra tay làm dậu. Ý nói là muốn đi Thái Lan. Hai người ngư phụ Thái không nói một lời nào. Chúng tôi bàn với nhau, ai có tiền bạc vàng vòng gì thì bỏ ra chục ít để gom góp lại đưa cho họ, nhờ họ kéo đi Thái Lan. Chết đi sống lại thì ai đâu còn để chút ít tiền bạc làm gì. Chúng tôi gom góp được khá nhiều đồng hồ vàng bạc để vào cái nón rồi đưa cho hai ngư phụ Thái Lan. Họ cầm lấy rồi nói tiền thả với mấy người của họ còn ở trên tàu. Tàu của họ kéo chúng tôi được lâu, hơn 2 tiếng thì dừng hẳn, cập sát vào tàu của chúng tôi. Họ lấy dây cột tàu lại rồi nhảy qua thêm 5 người nữa. Trên tay hai người có súng, họ lục soát từng người để tìm vàng bạc nữ trang. Trời ơi, chúng tôi gặp hải tặc mà ngờ là người làm ơn. Sau khi lục soát và gom góp thêm được chục vàng bạc, họ nhảy qua tàu của họ và thảy sang máy gọi mì khô, rồi chặt dây chạy mất tiêu. Trước khi đi, chúng tôi có nghe nói là có thể gặp hải tặc, nhưng đâu có ngờ họ là dân đánh cá chuyên nghiệp và cũng là hải tặc. Thôi cũng là kinh nghiệm cho những ngày kế tiếp. Ngày thứ bảy, tang lễ giữa biển. Đêm mùng 7 tháng 9 âm lịch, biển lặng như tờ, bầu trời đầy sao, xa xa ánh trăng lụi lìm chiếu ánh sáng mờ ảo xuống con tàu. Mọi người đang nằm sắp lớp thiêm thiếp trong cơn nóng và đói khát cả ngày trời.
Cảnh vật im lìm, chỉ còn nghe tiếng xào xạc tạt nước của ba người thanh niên đến phiên trực. Giờ này chắc ba mẹ tôi lo lắng lắm rồi. Người ta chỉ đi có 4-5 ngày là có điện tín báo tin, còn tôi đã 7 ngày rồi mà vẫn nằm đây. Trên chiếc tàu định mình không biết sống chết lúc nào, mệt mỏi vì đói khát. Tôi gần kịp đi trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng la thất thanh. Trời ơi, con gái tôi chết rồi, con ơi sao bỏ mẹ mà đi. Mọi người đều giật mình mắt hướng về tiếng la. Người đàn bà đang ôm đứa con gái mà khóc mà nước mắt lưng tròng. Chúng tôi sụm lại xem coi có còn cách để cứu chữa cô ta không. Hai môi cô ta đã nứt nẻ chảy máu và đã chết cứng từ lúc nào. Mọi người dùng lời an ủi người mẹ và đề nghị con tàu không biết đến bao giờ cập bến, chắc là không thể đem được cô ta lên bờ để mà chôn cất. Thôi thì lại đại dương làm nơi em yên nghỉ cuối cùng. Tang lễ cho cô ta diễn ra theo nghi thức của hai tôn giáo, không gian không đèn, giữa biển khơi mịt mù tắm tội tiếng tụng kinh bằng phản ngữ của một vị sư đi cùng tàu sao thấy quả xót xa. Rồi bài kinh vực sâu thảnh thọt vang lên giữa tiếng khóc nức nở từ vực sâu u tội. Con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Một người thanh niên cởi chiếc áo khoác cuối cùng quấn vào thi thể cô ta, như mượn cho cô ta thêm một chút hơi ẩm dưới lòng đại dương. Chúng tôi thả thi hài cô ta xuống biển. Cô ta nổi lên trôi luẩn quẩn bên thành tàu mấy phút, như còn luyện tiếp những mối tình thâm, rồi chìm sâu vào lòng biển cả. Cô bé ơi, nếu linh hồn em có linh thiêng, xin hãy theo che chở cho chúng tôi. Những người còn lại trên con tàu khổng khổ. Ngày thứ 8, cầu mưa. Tàu vẫn trôi bình bồng trên sóng biển. Đã mấy ngày không có giọt nước thấm dòng. Ở cuối chân trời vừng mây đen đang càng lúc càng lan rộng. Cơn sóng biển càng lúc càng bo, báo hiệu thêm một cơn mưa, nghĩ càng đau lòng. Người ta đi biển chỉ cầu mong biển lặng sóng yên, còn chúng tôi trên tàu thì đang cần có mưa. Mưa bão có thể làm chìm con tàu nhỏ bé, nhưng trước hết có mưa mọi người thấy mình đợi chết khác. Mây đen phủ kín bầu trời, con tàu nhấp nhô trên những đợt sóng bạc đầu khổng lồ, rồi những giọt mưa nặng trĩu tuôn xuống khoang tàu. Tất cả hạ miệng ra để hứng từng giọt nước trời cho. Có người còn lo xa hơn, lại những can nhựa đựng dầu mà chúng tôi cắt ra để hứng nước mưa, phòng bị cho những ngày sắp tới. Cơn lo chết khác đã đi qua, cơn lạnh của đám mưa ướt đẫm cả người làm cho cơn đói càng thêm dữ dội hơn. Tôi thấy người có cào rong xanh đọng vào thành tàu đưa vào miệng để ăn. Cái này có bộ dược gì đâu mà ăn, nó không bộ dược nhưng để cho bao tử mình có cái gì làm việc. Đến khi được cứu, ăn đồ ăn vào sẽ không bị đứt ruột mà chết. Nghe cũng có lý. Mọi người sụm lại cào những vết rong biển để ăn lọc dạ. Chiếc tàu đóng đầy rêu xanh chỉ lát sau đã được mọi người cào sạch như lâu. Cơn đói cơn khát lại tiếp tục dày vò không biết đến bao giờ. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.